Lần nữa đầu tiên cho các team thân mặt tất cả các anh em chung cái nắng của tường nào gần tất cả những kỳ đề đề một lần trước sức khỏe để chào chương trình nhất là dạ kính thưa quý vị, ngày hôm nay các team cũng xin chúc cho quý vị gặp nhiều may mắn và những sự điều được làm bình an và tốt lành như quý vị nha. Mưa trời đánh mà hay dọc bà kỳ mà nói sao mưa trời đánh mà hay sao mà dọc kỳ vậy, mới bổ cuốn họng làm giàu lên tới đây không gian. Nó chỉ gặp cái nhánh mai. Cái này mai. Cái nhánh lúa mì. Hả? Bước lạnh á. Nè. Bình an nè. Hạnh phúc nè. Mua nhà đó là gì đó. Cái gì đó. Rồi bây giờ nè. Bà lấy cái cây đường quơ. Bà chưa có đã đưa đúng không? Đúng rồi. Vô đây tôi lấy cái cây đường quơ bà nè. Đi vô đây. Không quá. Tôi vô đây. Tôi lấy bà chặt cổ lên đầu bà. Ừ. Cái cây của mày để tụi mày xài nó không? Đã rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số năm rồi số năm ấy thì đi bộ và đi 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 người thì ra xuống thì đây mà đi thì ra thời gian trôi mãi mặc cho đời ta theo bóng mây một chút quý vị thậm chí đến khi khắp xa một đời chỉ còn tan thời trẻ ơi sau giờ mắt non đang đợi xin mong đi che ta hơi đi mắt non tiếp đường thế đai cho người dễ mà tận nơi con số mười theo con số mười 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 thì đi lấy thì ra lấy thì đi lấy thì đi ra lấy thì đi lấy thì đi lấy thì ra lấy thì đây ra lấy thì đây lấy thì ra nghe tôi đang khóc đi. Tôi trong nước mắt lắm.
Nhiều không? Mẹ có thương con không? Mẹ thương mà. À, nó hỏi mẹ con này nè mẹ. Mẹ con hỏi cái gì? Sao Hương Nam mà tổ chức nhiều chương trình lắm? Hương Nam bay ngay nè, Bolero bay ngay nè, bữa nay là Hồ Quảng nữa. Sao không có chương trình nào có mẹ hết trơn vậy? Rất cuộc mẹ vô đầu này mẹ làm được cái gì? À, sắp tới là có em thứ sáu từ sau là có chương trình của riêng của mẹ con rồi nha. Live show lần cuối mà gắn logo Hương Nam của mẹ con. Qua này để nó nói đi, xin qua. Nên nói cuộc mẹ vô đầu này, mẹ không có hát được Hồ Quảng, không có muốn, không có nhảy được luôn, không có làm gì được hết luôn. Vậy thì mẹ vô đầu này mới làm cái gì? Trời ơi con, trong đoàn này anh cần gì? Cần gái đẹp để làm hình nền. Bà nghĩ bà đẹp? Hai mẹ con mình đều đẹp. Không, tôi đẹp thì tôi chịu, chứ tôi đẹp chung với bà tôi. Mày có đẹp luôn. Chắc bà đẹp. Thầy ơi, vậy là cuối cùng ở đây ai đẹp? Trời ơi, chán nó ghê chứ đó. Thi ơi, em không bằng đẹp đâu, em là muốn ăn được rồi. Ủi má. Vỗ tay là quý vị, vỗ tay là quý vị. Vỗ tay cho sự ca đảm của nó. Trời ơi, quý vị nghe nè. Quý vị nghe nè. Anh ôm em quay cái được không? Ôm em quay cái như cặp đôi yêu nhau á. Rồi bây giờ nè, quá, mỗi thi ra đây. Ra đây, ok, ra nè. Cần ra ôm con gái cùng quay một vòng đi, ôm con gái chị quay một vòng rồi ok đó, hai đứa yêu nhau rồi đó, để tôi thi đang cái tâm cái gì đó rồi có gì ok khi nào mày ôm á, mày ôm tao mà giống như nó ôm con tao là tao quen mày rồi. Mày ôm anh sẵn sàng tiếng một tỷ đôi một lần bắt đầu thì chúng tôi nghe rồi. Thi mày thấy có thằng làm đúng cái cục điện gì đó mà lại mày. Trời ơi, đó bây giờ nè, tôi đừng có cố đứng đây nhà để chị làm cho. Đúng rồi, đúng rồi, em thấy cái hợp lý á. Nào, hai ba, vô. Mày nhét gì vô vậy? Tôi mới xuất cái điện năng ra chị. Nó lòi một số phụ tùng. Hỏi sao đâu quý vị. Mày giỡn chi cho mày thở như con chó. Nè, từ từ thôi. Tao té hết bên. Sao mà ông đồ té hoài vậy đi, tao lại mình đi không? Anh chị ơi. Đi nghĩ tới tao nữa rồi. Đưa đi bị chỗ nó, đưa sao nó nói. Ủa? Trời ơi. Đáng má ghê vậy thiệt á. Dạ rồi, ai có tờ lý tập trung hết nhiều sân khấu. Chưa là chú quỷ má ơi. Trời má này tổng quỷ trời. Anh chị tôi. Mẹ tên trong này ra mới vui. Anh chị tôi. Anh chị tôi. Phụng thiên. Chị giả. Con mưa. Con mưa. Con mưa. Con mưa. Oh,
12 năm 12 năm 12 năm 12 năm 12 12 năm 12 năm 12 số chủ đề hoa kỳ na và chủ đề hoa kỳ đây vì năm chưa tươi sáng đã sắp qua mai có ai đi xa nó không nhớ về nhà thì năm chưa tươi nhớ biết bao con người trải qua thật là những con gái chịu tàn mà 12 đây chưa chưa ngọt như ngày xưa ơi hết cười vui học cách cho thương con bạn dạ thương con bạn vì tuổi mà thôi số một ơi có số một là không nghe tờ rồi chúng tôi đừng xe nhổ ra lên dạ rồi con số một vừa rồi để có thể đến đợt giải là mới chính thức ba 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 đi vô chưa tới giờ diễn mà diễn bài diễn bạn không dạ rồi chúng mình bị liên quan lắm thấy con số số một dạ dạ chị gái em chúc mừng chị dạ mừng nữ xin chào cô gái phải không số hiệu 573 đúng rồi xin tự nhiên tôi qua con số số một số một có một hai 18 18 có hai 32 tôi xin lỗi 38 52 thôi bà. 52 đã đủ. Dạ, con thấy là hợp lệ. Để cho chúng em xin gửi tặng quà cho quý vị. Chúng tôi được trăm cho em luôn nha. Cảm ơn chị. Và kết thúc quý vị giờ lại thì cũng là thần tài. Quý vị mua một vé và quý vị được nhờ hai lần. Lần thứ nhất quý vị sẽ được đóng tiền qua một voucher trị giá 1 triệu đồng. Và lần thứ hai quý vị sẽ đóng tiền qua một voucher trị giá 500.000 đồng. Cảm ơn quý vị luôn luôn đồng hành với Đài Loan Truyền Hình Việt Nam. Và cảm ơn quý vị ơn nhân đã đến đây ủng hộ được cho những tấm vé may mắn tới với hai chuyện này. Như chúng em luôn luôn nhớ ơn những khán giả thân yêu của mình quý vị nhé. Lần video này thì cảm ơn tất cả các vị sẽ tiếp tục ủng hộ những tấm vé cùng lại đặc biệt còn lại thời gian nhiều hơn rất thương nam và không thể sẽ có lãng mạn nữa xứ vị cùng hướng mắt về sân khấu cùng quay trở lại với chương trình cải lương thuộc bản The Test Collection của đại thắng thương nam với chương trình giang sơn mỹ nhân của cố đạo diễn soạn giả Bạch Mai với sự tham gia biểu diễn của Nguyễn Trung và Sơn Ca. Thank you.
qua cải lương luôn. Các quan nơi xa lòng như những chuyện.
hai thiên quốc hải quy hà má sót sẽ ghé con Yeah.
vô. Yeah.
Ủa chứ chị mà chạy gì trời? Anh biết đâu có hoàn lượng nè. Ông ơi, ông Quynh, trong cái bao đựng chai chai quá quan hứa nghe khổ. Phụ nhạc cái này đó, không trả lên. Cái hoàn lượng này hành thủy gì mà xài mà sao vậy? Là gì? Ông bảo là hành thủy gì xài mà sao?